xe tù lưng như thế nào là đúng đắn ha. Dạ, nghe mà có thể tiếng lại không? Như vậy có thể xuống đây để chuyển lên xe tù lưng. Địa điểm tham quan đầu tiên của đoàn mình trong xe tù lưng Đà Lạt đó là đại bản thân tham quan tất cả mình đây ạ. Đà Lạt Tháp Thanh Linh được ghi nét nhân dọc là đà Lạt lớn nhất thế giới vào cuối năm 2022. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì bên em vẫn đang đăng ký kỷ lục này. Dạ, đà Lạt Tháp với chiều cao 37,22m, trọng lượng 200 tấn. Đường làm từ đồng và ở ngoài là mạ vàng thứ tư thôi ạ. Thì hôm nay mình đã lên tới đây rồi thì mình xin cùng nhau tham gia vào vòng xoay á. Dạ, ý đồ mình thôi thì bạn đã mở thách thức vòng vòng xoay theo chiều kim đồng hồ với ý nghĩa là cộng theo tự nhiên. Và xoay hàng đời ngày sắp mười. Của chúng ta sẽ cùng nhau góp một xíu sức xoay chuyển Đà Lạt Tháp ạ. Vì vừa xoay vừa đọc ba câu chữ Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Đây là chú lục địa đại minh của Nam Bồ Tát và một trong những câu chú thắc mắc chỉ nổi trong thông thường Đà Lạt Tháp bằng tiếng Phật ngữ nơi ba đọc. Vì mình vừa xoay là vừa đọc ba câu chữ này thì sẽ giúp vận hành và lan tỏa vào trong vũ trụ những năng lượng từ bi tích cực. Đây là cuộc phục hồi trong ngày có tháng mỗi ạ. Nếu mà mình muốn chụp hình khu vực thì em sẽ biết hỗ trợ cho gia đình mình nhé.